Rồi cả lớp trụng chân lại. Hít sâu vươn dài cuộc sống. Thở hai tay cầm chân. Hít đầy. Lúc này bên này ép đây này, kéo bụng vào đùi. Rồi ép xuống thở đi. Ai cứ ép được đến đâu thì ép nha. Đúng rồi, cứ thả lỏng cuộc sống cho em. Cái tư thế gặp người phía trước này giúp khỏe dây thần kinh nâng đỡ cuộc sống nhá. Cái cơ nâng đỡ cuộc sống á, mềm dẻo khớp háng. Thở đều đi. Hít sâu lên. Tấm ván ngược đẩy trả lưng. Đẩy ấn cái mũi chân xuống cấp độ cao. Thả lỏng vai ra. Đúng rồi, rút cái bụng lại. Hít sâu về. Thở ra. Hít vươn dài. Thở kéo chân phải vuông góc. Hít lên vươn dài. Thở nhé, tay phải cầm cổ chân, hạ khuỷu tay trái xuống áp má phải. Mềm người ra như em bé ngủ say. Thả lỏng hết hai khuỷu tay xuống đất cho em. Thư giãn thở đi. Hít sâu vươn dài lên. Thở vặn mình sang phải. Tấm bán nghiêng chống bàn tay lên, tiếp tục đẩy đầu gối. Tay sát mang tay. Mình dồn người về phía cái đầu gối chân trụ đấy. À, thở đi. Tay trái sau đầu, hít sâu mở vai. Thở hết ra hõm bụng lại. Hít sâu thẳng tay. Thở ngồi xuống. 45 độ vươn cằm lên, hít sâu. Thở bò xuống nhưng không nhấc mông nha. Không nhấc mông, đẩy cái mông trở lại cho em để kéo giãn cái cột sống ra. Thở đi mềm vai. Giúp mềm dẻo khớp hông và thư giãn não trước. Hít sâu ngóc đầu lên. Kéo tay về thở. Vòng tay ra đằng sau. Chống đầu gối. Hít sâu. Hóp bụng ấn cái bàn chân trái xuống. Căng cái hông lên. Đúng rồi. Thả lỏng vai cho em. Hít sâu hạ xuống thở. Hít vươn dài. Xoay người về đằng trước. Thở hạ tay xuống, vắt cái chân phải sang đầu gối, vặn mình thở. Hít tay trái lên, thở kéo mềm, rồi chắp tay lại, từ từ xoay mặt sang bên phải. Vặn mình sâu thở hết. Rồi hít sâu về giữa, thở duỗi hai gót chân bằng nhau. Hít vươn dài, thở hạ xuống kéo chân trái vuông góc. Nhớ là khóa mông lại nhé. Mình cứ ngồi thong thả thôi. Hít vươn dài cột sống. Thở thả cái tay trái xuống. Mềm khử tay áp mái trái thở đi. Giống như một em bé đang ngủ say. Hãy thư giãn và thả lỏng. Hít sâu vươn dài lên. Thở vặn mình sang trái. Hít sâu chống lên về tư thế tấm ván nghiêng. Mình đẩy dồn người về phía cái đầu gối chân trụ ấy. Rồi tay sau đầu, hít sâu mở vai giữ thở. Hít sâu đẩy thẳng tay. Thở ngồi xuống hóp bụng lại. 45 độ vươn cằm, hít sâu. Thở bò đi, nhớ đẩy cái mông trở lại. Đừng nhấc mông lên nhá, kéo giãn ra. Chị Hạnh hạ mông xuống, không nhấc mông, không nhấc mông. Giang hạ mông xuống nữa đi, không nhấc mông. Đẩy cái mông trở lại để kéo giãn cái cột sống và khớp hông ra. Hít sâu lên. Thở về. Hai tay ra sau. Đẩy lên, hóp bụng thở, ấn cái mũi chân phải xuống đất cấp độ cao. Còn nếu mà người mới có thể nhả bớt cái gót chân ra. Rồi hít sâu về thở. Hít vươn dài. Thở xoay người về đằng trước. Hạ tay xuống, bắt chân trái, đúng cái khớp đầu gối như khóa mông lại. Hít sâu tay phải lên, thở thả mềm. Đó bên đây, chắp tay lại. Hít sâu từ từ, xoay mặt sang bên trái, giữ nguyên bạn mình thở hết. Chị Hải đẩy dịch chân về phía đầu gối dưới đi. Đấy, nó đỡ xoắn cái lưng, thả lỏng vai cho em. Rồi hít sâu về giữa, thở duỗi chân ra. Cả lớp mở rộng chân bằng hông. Vươn dài tay lên, hít sâu. Cuộn lưng từ từ nằm xuống thật chậm, thật chậm. Rồi hai tay xuôi theo người, ngửa lòng bàn tay.
Hít vào phình bụng lên. Thở ra. Hít hai. Thở ra. Hít ba. Thở ra.